đây là cách đó mà anh khách ảnh chi tốn 175k để mà khắc phục tình trạng đi về quê chậm còn không an toàn nữa. Anh em có biết làm gì hay không? Trời ơi, tới công chuyện rồi. Coi cái bố Thắng này anh em, nó không những chai sước á, mà nó còn hen rỉ rồi bụi bẩm đầy trong này, làm sao mà thắng được. Mà thắng không được á, thì sao mà hãm tốc độ được. Vậy rất là nguy hiểm à. Bây giờ tháo gỡ thôi cũng cực nữa anh em. Anh khách đã nói nhờ mình kiểm tra sao mà dạo này đi bóp thắng phải thật là mạnh mới giảm tốc độ được. Còn nhiều khi á, cần thắng gấp á, là phải gồng nổi con chuột luôn. Bởi vậy đi về quê cũng không dám chạy nhanh. Ảnh đâu có biết là bố Thắng ảnh nó bị đóng rỉ sét vậy, và bụi như vậy thì Thắng không ăn được phải rồi. Bởi vậy á, mỗi lần mà thay bố Thắng, dù là Thắng đùm hay Thắng đĩa, thì thợ mình sẽ kiểm tra và vệ sinh lại. Như Thắng đùm mà nó dơ vậy nè thì phải vệ sinh thật là sạch. Bên mình á, đều vệ sinh lại cái tăng bua và cái khu vực của bố Thắng á, phải cực công kỹ để không còn bám bụi cát và hen rỉ, giúp xe khách hàng á, có bộ bố Thắng mới sử dụng nó bền hơn nữa và nó an toàn hơn con xe nữa nè. Thật tâm nha, nhờ khuyên anh em mỗi lần mà tháo vỏ ra vá, hay là nếu có thay vỏ hoặc là nếu có thay bố Thắng á, thì cũng nên vệ sinh sơ sơ. Cứ vệ sinh như vậy thì làm sao mà nó dơ mà nó bám tới như vậy được. Thì lúc đó nó bám nó mòn như vậy thì mình sẽ tốn tiền vệ sinh là thay bố Thắng thường xuyên hơn thôi. Còn về phần bố Thắng á, thì anh khách này anh chọn là bố Jean. Bố Jean Thắng đùm của ba là bên mình có đầy đủ hết trơn á, dành cho các dòng luôn. Nhưng mà Liberty hay này nọ thì đủ hết. Giá thành thì hiện thời chỉ có 175k thôi anh em. Về chất liệu thì bố đùm jean có độ cứng cao hơn, chịu được lực phanh tốt hơn và đảm bảo phanh hiệu quả và không gây bó kẹt của Thắng, chống bào mòn, không gây tiếng kêu nữa, giúp con xe anh em đi lúc nào nó cũng an toàn hơn hết trơn á. Với cái độ bám tốt như vậy, lực bám đồng đều bề mặt giúp đáp ứng tốt cho mọi điều kiện vận hành của xe luôn. Đặc biệt là xe di chuyển ở thành phố lớn, khi lên ga xuống ga và hãm phanh nhiều nó sẽ sinh nhiệt, làm cho bố mình đi nó nhanh mòn hơn. Còn bố Thắng jean là thiết kế chuẩn luôn, mang đến sự an toàn. Dù là trời mưa hay là nhiệt độ cao khi sinh ra thì ma sát đều đủ để giúp anh em hãm phanh là thắng được liền luôn. Tí tôi nói bố Thắng gắn thì đâu có gì đâu mà làm không được đúng không? Ai cũng làm được hết trơn á. Nhưng mà anh em biết không, chỉ cần sơ sẩy nhỏ thôi cũng không an toàn cho khách, cũng không an toàn cho xe. Nên anh em kỹ thuật sẽ luôn kiểm tra tỉ mỉ trước khi lắp hoàn chỉnh vào xe và bàn giao xe khách. Bố Thắng là bộ phận an toàn mà, cái gì an toàn là phải kỹ đúng không anh em? Như anh em cũng biết ha, cái bố Thắng tốt á, kèm với áp suất vỏ sẽ mang đến cái khoảng cách thắng ngắn hơn, tránh trơn trượt, lại còn êm ái trên đường, thì buộc phải bơm lại cái vỏ cho đúng áp suất nè. Việc này á, không cần biết anh em làm gì, tại shop mình á, đều được hỗ trợ mà không tốn phí tận 4 bước luôn. Bơm bánh nè, tăng thắng, tăng sên, tăng con lau mặt kính và đồng hồ đầy đủ như vậy á, thì êm mượt an toàn cho con xe là chắc chắn rồi. Đó, phải ngon lành rồi mới an tâm mà bàn giao cho khách hàng được đúng không nè. Cái gì cần trao đổi hay là cần hỏi gì thì lúc này thợ mình sẽ hướng dẫn thêm cho anh em ngay từ lúc này luôn. Vậy thì Nhật vừa mới giới thiệu cho anh em xem sơ qua về những cái bước mà vệ sinh và thay bố Thắng. Còn Liberty đi lâu ngày quá không thay bị hen rỉ và Thắng không ăn rồi đúng không? Thì tại shop hai bánh mình, dù bố Thắng đùm sau hay là bố Thắng trước đĩa của Vespa đều có sẵn hết. Các dòng YZ hay là các dòng Vespa để giúp cho con xe anh em đi an toàn đều có sẵn trên cả shop hai bánh mình hết. Thì bố Thắng cũng là bố Thắng jean, đúng jean, nhưng mà giá thành thì rẻ hơn jean. Cái bố sao mình vừa thay á là 175k thôi anh em. Mà bố trước á là 360k zin cho các dòng Vespa luôn, cho nên em an tâm về những đồ chính hãng mà khi anh em cần thay lại để an toàn con xe mình. Vì chứ về các dòng Vespa thì bên shop hai bánh của mình ở khắp các vị trí shop thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa hay Bình Dương á, đều đầy đủ những cái đồ chơi chẳng hạn như bao tay, kính hay là vỏ nhớt đầy đủ hết. Anh em trải nghiệm những dòng Vespa thì cần thay gì bên shop mình đều đang có sẵn cho anh em hết. Vậy thì anh em là chưa thay bố Thắng hay là đang bị bố Thắng thắng nặng tay quá mà phải gồng giống như anh khách này thì tranh thủ ha. Vậy thì xin nhật thì hãy nói không quan trọng là hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền đâu, mà quan trọng là phục vụ anh em hài lòng và quay lại thường xuyên với shop hai bánh. Như vậy là bên shop Nhật vui rồi ha. Cảm ơn anh em Solid, xin chào gặp lại anh em, bye bye. We'll be right back.